Xin chào quý vị đã quay trở lại với Happy Home TV. Hôm nay mình xin giới thiệu cho quý vị một căn nhà nhỏ xinh phù hợp với gia đình trẻ. Nhà ngay lộc vừng đỏ, thiết kế nhà với phong cách mới hiện đại. Trước khi đến với thông tin chi tiết, các bạn hãy bấm đăng ký kênh YouTube của chúng tôi để cập nhật được nhiều thông tin sản phẩm nhà đất đẹp, giá tốt tại Hải Phòng nhé. Chúng ta đang đứng ở ngõ vào căn nhà. Nơi đây có thể để xe thoải mái khi nhà có khách đến chơi, rất an toàn. Sân trước này là nơi để xe cho gia chủ, có cổng riêng. Cùng mình vào trong tham quan căn nhà nhé. Nhà được xây dựng 4 tầng với diện tích 35m², hướng Tây tứ trạch, pháp lý đầy đủ. Tuy diện tích chỉ 35m² nhưng chủ đầu tư đã thuê một đội thiết kế chuyên nghiệp, khiến cho 35m² mà công năng sử dụng vẫn đầy đủ. Bước vào trong căn nhà ta thấy được ngay phòng khách sang trọng, hiện đại, với bộ ghế sofa, kệ tivi, tủ giày, vân vân. Đi vào trong gian bếp, ta thấy được sự ấm cúng, đầy đủ tiện nghi. Gian bếp được thiết kế với không gian mở, khiến cho căn bếp thoáng đãng hơn. Tủ bếp được làm bằng nhựa cao cấp, đã có sẵn hút bụi. Gầm cầu thang được bố trí một nhà vệ sinh, thuận tiện cho sinh hoạt gia đình đông người. Lên tầng 2 thôi, cầu thang được làm bằng lốc tay vịn gỗ. Bố trí tầng 2 bao gồm 2 phòng ngủ, 1 nhà vệ sinh. Phòng ngủ xinh xắn, có thể kê được một cái giường nhỏ ở đây. Nhà vệ sinh đầy đủ tiện nghi, bình nóng lạnh, các thứ. Bên này các bạn có thể bố trí trẻ nhỏ ngủ ở đây. Tầng 3 với cấu trúc tương tự tầng 2. Nhờ có đội thiết kế chuyên nghiệp nên bố trí phòng ốc rất thông minh. Lối đi cầu thang ở giữa khiến việc đi lại giữa các phòng thuận tiện. Vị trí nhà nằm ngay trung tâm Phương Lưu, Đông Hải 1, ngay gần lộc vừng đỏ. Ngõ ngoài ô tô di chuyển thoải mái, ô tô để cách nhà 10 mét. Lên tầng 4 với cấu trúc phòng thờ, sân phơi. Phòng thờ rộng rãi, các cửa ra vào đều của hãng nhôm Việt Pháp. Nơi đây thoáng mắt, tầm nhìn ra thành phố, sẽ là nơi thư giãn sau những giờ làm việc mệt mỏi. Như vậy, quý vị vừa cùng mình tham quan hết căn nhà, thật tuyệt vời phải không? Với nội thất đầy đủ lại ngay gần mặt đường Phương Lưu, xung quanh trường học các cấp mà giá chỉ có 1,55 tỷ, một mức giá quá hợp lý. Đến đây xin cảm ơn quý vị đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị yêu thích căn nhà hoặc cần thêm thông tin gì, thì xin liên hệ theo số hotline của chúng tôi 0825 257 666 hoặc 02253 513 666. Xem nhiều sản phẩm hơn tại website happyhomehaiphong.com. Nếu thấy video hay, bổ ích, mời quý vị bấm đăng ký và bật chuông thông báo kênh. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Happy Home, nơi hạnh phúc trở về.